kênh Long Phạm Thị Gia nha. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mình tiếp tục theo hành tùng đến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để quay tour cây cao vôi. Rất là nặng luôn.
đó, đó. Sẵn không gian giữa luôn.
mình cũng xin kết thúc video tại đây, vì trời mưa nên mình xin gián đoạn.